Hai, em xin chào chú bác anh em quay lại kênh Định Hàng Bảy của em ha. Thì lần đó đầu tiên em xin cảm ơn chú bác anh em đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm trong thời gian qua ha. Đó rồi thì những điều cơ bản bên shop em ha, nói chung những cái thông tin cơ bản thôi ha. Số điện thoại 0767 365 365 cũng là số tài khoản ngân hàng quân đội em luôn, và cũng là số Zalo luôn ha. Thì em sẽ trả lời điện thoại và tin nhắn chậm chậm, những lúc em đi bãi á thì em trả lời hơi chậm nha, anh em thông cảm nha, tại lúc đó chiến đấu rồi ha. Rồi anh em vui lòng xem và nghe thật kỹ trước khi chốt giùm em nha, tại hàng em là hàng cũ đã qua sử dụng nha. Rồi tổng đơn mà dưới 350k thì cộng thêm 20, và 350k trở lên thì em bắp bao ship COD toàn quốc nha. COD và code ở lộn COD và chuyển khoản là đều bằng nhau nha anh em, tại em đã cân đối rồi ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn em nha. Rồi em được chi tiết luôn nha anh em. Mã đầu tiên thì cái thước 1m nha anh em. Cái này thì nói chung ngoại hình thì hơi xấu một chút nha, giá 240 nha. 271 240k. Đó. 271 240k. Đó, ngoại hình thì xấu một chút. Anh em mà xài nói chung mà xài bình thường thì ok. Còn xài mà vừa trưng bày á thì nhìn nó không được đẹp không nha. Đó, ví dụ như mình xài mình làm công việc này kia thì ngon lắm. Mấy cái chỗ này nó chắc hơi không đáng kể nha anh em, tại lý do nó là số chìm. Anh em có sơ anh em quét xong anh em chùi ra là nó sáng trưng lại à, số nó gõ lại à ha. Đó. Cây thước này chắc chủ cũ nó xài bên sơn anh em, nên nó nhầm khi mấy chỗ nó dính xăng thơm nó bay số thôi. Mặt sau còn đẹp lắm anh em, thấy sáng trưng không? Nó cũng dính nước sơn này kia nè. Đó. Em cũng chưa vệ sinh, nó có sai để vậy cho anh em xem luôn á. Rồi, mã đầu tiên 271 240k, thước 1m luôn đó nha anh em. Mã 272. 272 này thì nó gồm 3 cây thước, nhưng mà cây 3,5m này thì nó bị lỗi rồi nha. Nó dùng cái này cũng như em tặng kèm cho anh em đi ha. Rồi chút xíu em báo cái lỗi cho anh em xem ha. 272 này đó là 120k. Thì nói chung cái cây này nó bị lỗi phía trong đó, cũng như em tặng kèm ha. 272 120k. Cái cây này đó nó bị cắn nhẹ cái đầu tí xíu không đáng kể nha. Chứ cái tem của nó hơi khô keo, nó hơi khô keo á. Anh em về dán lại nè, nó gặp gình nè ha. Cái này là 2 thước. Cái này là 3 thước. Cái này là 2 thước. Rồi cái này đó lỗi đây, em cho anh em xem cái lỗi nè. Cái này thì nói chung còn đẹp lắm nhưng mà nó bị gách xong này nè. Thì nói chung cái này giống như em tặng kèm anh em nè, lỗi chỗ số 80 nè ha. Anh em nào khéo tay về bấm để xài nha. Đó, em không dám kéo mạnh luôn, kéo mạnh sợ đứt uổng. Đó, anh em nào khéo tay về bấm để xài ha. Rồi cây thứ hai trong bộ này, cây này á, thì nó bị lỗi chỗ này nè anh em. Nó cũng không phải lỗi gì mà là do nó kéo ẩu á, nó bị cắn ở đây nè anh em. Nó cắn cái lá thôi. Đó anh em thấy không? Nó rồi còn lại là ok hết nha, còn lại là ok hết. Dòng này là khóa phá nhanh tự động nè, xài ngon lắm. Đó anh em nè, thấy không? Đó. Nè anh em buông ra là tự khóa nè. Bóp lại nè, đó, hai thước ha. SDS này thường là của Nhật. Nhiều lắm nha anh em. Dòng này cái này mới chưa xài luôn nè anh em. 2m. Cây này thì nó là không có tự động nha, nhưng mà nó có khóa nhanh. Nó có khóa nhanh nè anh em. Cái này đã lắm, nhẹ gọn lắm anh em nè, thấy không? Bình thường nè ha, bình thường tự nhảy nè nha. Đây, này là khóa nè, khóa cơ nè ha. Rồi khóa nhanh nè, bấm nút nè anh em. Đó. Này đã lắm. Màu hồng luôn nha anh em. Rồi. Mã đầu tiên ở lỗi mã thứ hai 272 120k. Lưu ý cho em nha, cây 3,5m này thì nó bị lỗi nha. Thì có sao em báo vậy cho anh em mình vui vẻ nha. Mã kế tiếp thì hôm nay em cũng có mớ đồ này, nó lia qua lia lại cho anh em xem ha. Thùng câu cá, thùng này là độc lạ nha, lần đầu tiên mới gặp luôn. Cây thứ hai này đó, ở lộn, cây mã thứ ba này đó là một cây mỏ lết KTC. Mẫu này nó rất là đẹp nha anh em. Nhưng mà cái này đó theo đánh giá em đã gần như là chưa dùng luôn đó anh em. Nhưng mà nằm bãi mưa nắng đó nên nó có bị bong xi vài chỗ nha. Thằng này là size 300. Size 300 KTC nè, mẫu này đẹp lắm anh em. Đó, mẫu anh em nhìn là thích liền. Anh biết anh em biết mà KTC thì thẩm mỹ cực kỳ ha. Đó anh em nè, nhìn thấy không? Đó. Rồi bây giờ để em đo cho anh em xem ha. Nè anh em, size 300 nè. Đó. Rồi. Em cho anh em xem ngoại hình xong bắt đầu em đo cái kích thước cái miệng nha.
là anh em bông si nè, đó bông si nè, cây này là gần như chưa dùng luôn nha anh em. Độ gơ này là gơ của nhà sản xuất nha, chứ không phải là sử dụng mà nó gơ nha. KTC này anh em dấu zip nè, đó anh em thấy không, KTC thì anh em quá quen thuộc với thương hiệu này rồi ha, đã lắm anh em ơi. Rồi cái miệng của nó là khoảng 34 ly nha anh em. Rồi mẫu mã 273 270k 274. Bữa nay thì đồ em chắc nó hơi lung tung chút nha, anh em cố gắng xem giùm em. 274 này đó là một cây mở chán cổ, một cây mở chán cổ và mở những cái vật giống giống như chán cổ đó, anh em mình thợ tiện xài cũng được đó nha anh em. Đó anh em nè. Nè, đẩy nhanh ha. Đó. Đó. Rồi mở khóa, đó nè. Cái này còn khít khao lắm nha, anh em bóp mạnh vô. Nè. Cái này thì có sử dụng lướt nha anh em. Đầu này nó có hơi chạy tí xíu không đáng kể nha. Đó. Thằng này nó của shipper. Tổng chiều dài của nó đó. Tổng chiều dài của nó là khoảng 28. Bây giờ cái miệng tới cái móc này đi ha, cái miệng tới cái móc này em đo giữa này đi cho mình dễ hình dung ha. Là khoảng 7 ly 7. Nè anh em gần đẹp ha. Đó. Thông số nè anh em, thông số nè. Size nè. 105 luôn đó anh em, để 105 á. Rồi ngoại hình thì còn khá đẹp nha. Đẹp luôn á. Rồi mã 274 330k. 275 là một cây thước. Một cây thước kẹp nha anh em, nhưng mà dòng này đó thì nó không có độc bằng dòng kia ha. Nên giá nó hữu nghị hơn nha anh em. Dòng này bên anh em cơ khí á, xài cũng êm lắm. Anh em. Thằng này là size 30. Size 30 nè. Ngoại hình cũng còn khá đẹp nha. Đầu còn đẹp nè anh em. Nó miệng kẹp đẹp nè, đó. Đồng thao nè. Khóa nè. Mặt số bên đây nè. Đó. Rồi đây tổng thể ngoại hình nè anh em. Đó. Rồi mã 275 này đó là 290k. Để em đo cái miệng ha. Cái miệng từ đây qua kia luôn là khoảng 12.5 nha anh em, khoảng 12.5 á. Rồi mã 275 290k, anh em nhìn số nè nha. Ngoại hình thân nè. Đó, ra vào trơn tru nha. Rồi phá lại. 275 290k. 276 là một cây kìm lạ của top nha. Cái này 190k, cái này là cây kìm bung nha. Này anh em thấy không? Kìm bung nè, nó là mặt võng để cho chống trượt nè anh em. Kìm bung. Cái này là của top nè, em không có vệ sinh, em sợ bay cái chữ nè, anh em thấy chữ top không? Là những dòng đời cao của top sau này thì nó xài là mực laser nên mình không có dám vệ sinh mạnh tay anh em ha. Tổng chiều dài là khoảng 20. Cái miệng mà bung tối đa đó là khoảng 25 ly. Nè anh em. Cái độ dày của mỏ này đó là nó khoảng 5 ly, 5 ly nha anh em. Đó. Rồi bây giờ em đo nè, từ cái mỏ mà tới cái tâm ha. Là khoảng 5 ly 4. Thép nó nhìn anh em nhìn đã lắm, đẹp lắm nha anh em. Cái này rất là mới nha. Nằm bãi mưa nắng nên oxy quá, nó dơ vài chỗ thôi. Thằng này là của top nè nha anh em, top á. Độc độc lạ lạ nha, lâu lâu mới gặp được cây vậy ha. Anh em thấy không, nó có mặt võng nè, không chống trượt nè. Nó hai bên luôn. Rồi mã 276 190k. 277 đó là một cây kéo bướm thép đúc. Cây này đó là nguyên zin của nó, là nó cột sẵn bên Nhật như vậy luôn nè. Cái bao này của nó luôn nè. Nói chung bao này thì hơi cũ một chút xíu nha. Bao hơi cũ một chút. Đóng chữ luôn nè anh em. Bao hơi cũ nha. Cái ngoại hình thằng này thì còn khá liền. Đó. Cái mỏ nè. Nè, cây này thì 200k. Cái anh em lưu ý giùm em nè. Cái lỗ ốc này thì nó hơi gơ nhẹ tí nè ha. Đó, thì có sao em báo vậy ha. Anh em thấy không? Đó, có gơ nhẹ nè. Em chưa siết vô luôn á. Này em siết vô thì chắc có thể nó đỡ lại lắm á. Tại em chưa có siết vô á. Em để luôn gì cho anh em xem luôn đi cho nó dễ ha.
Cái này anh em lấy chìa khóa 10 anh em siết nhẹ vô một cái là em nghĩ nó sẽ hết hoặc là bớt. Em siết thử luôn cho. Sẵn đây có cái mỏ lết đây là siết luôn. Hết luôn nè anh em ơi. Hết luôn rồi, hết. Nói chung là bây giờ là nó hết lỏng luôn rồi nè. Thì là gin của nó là vậy anh em ơi. Nè, nó còn lỏng nhẹ tí xíu à. Đó, ok lắm anh em ơi ha. Rồi mã 277 này đó là 200k. Thì nói chung nó hơi lỏng tí xíu, em để giá hữu nghị cho anh em ha. Tổng chiều dài khoảng 20. Này thép đúc luôn nha anh em. Bao gin của nó luôn nè. Nó cột sẵn gì luôn nè, em để nguyên luôn cho anh em xem ha. Đó, cái lưỡi nè. Nói chung mấy cái này là em vệ sinh cơ bản không à nha anh em. Để em kiếm cái gì em hết thử cho anh em xem. Cái này chắc phải anh em phải về mài lại tí anh em ơi. Nó hết được bén rồi. Em siết vô nó hơi kẹt vô tí xíu à. Này hả nhẹ ra tí xíu nó mới bén. Nè anh em thấy không? Đó. Thì cái này thì anh em về mài nhẹ lên giùm em cái nha. Hiện tại độ bén nó còn không bén lắm nha. Đó. Rồi mã 277 200k. Bao của nó gì luôn nè, em để nguyên luôn. 278 279. 278 279 này đó là đồng giá luôn, 190k trên cây nha anh em. Đó. Cặp này đó là của một cây top, một cây super nè ha. Cây top đó là 19 17. Cây super là 13 17. Chung cây top thì nó lớn hơn nhưng mà không đẹp bằng cây super nha anh em. Cây super này cực kỳ đẹp luôn nè. Cái màu của nó nè anh em ha, bây giờ em soi tổng thể nha. Cây super dài hơn chút. Ủa cây top dài hơn chút xíu mà cây super thì nó đẹp hơn nè, nó. Rồi bây giờ em đo ha. Cây top là dài khoảng 31. Cây super này dài khoảng 27. Thì hai bạn này một bạn nào cũng đều 190 hết nha anh em. Đó, khóa là ok nè. Đó anh em thấy không? Rồi 278 279 190k trên cây anh em ha. Mã 280. 280 này đó là một cây kìm hàng, cây kìm bấm bên hàng, bên gỗ, bên nói chung bên kim loại đều được hết anh em. Đó. Rồi thằng này của Gonwagua này là thường da băng nha anh em. Tại hôm bữa em mới bán cây trước á, là đây nè anh em, chữ nè anh em. Đây. Là da băng nè anh em. Đó. Cái này là theo đánh giá của em nó còn rất là đẹp nha. Nhưng mà nằm bãi mưa nắng á nên nó có bị bông xì, có gỉ vài chỗ nha. Đó. Tổng chiều dài là khoảng 28. Cái lòng sâu này là khoảng 9 nè nha anh em. Đó, còn cái lòng sâu miệng này là khoảng 7 ha, khoảng 7. Ngoại hình thì còn rất là liền lạc nha. Đó, mình bên đây nó có bông sơn ở bông xi chút ít nè anh em. Đó, Gold Jaguar. Báo vàng. Rồi, mã 280 490k. Mã 2 81 là một cây cảo hai chấu số 6 nha anh em. Cảo này thì nó có ưu điểm nó là 4 lỗ. Đó. 4 lỗ này sàn ngon lắm nha. Tăng đơ ra vào nè. Nhưng mà nó bị lai 4 con ốc này, nó lai từ bên Nhật luôn á nha anh em. Nó lai từ bên Nhật luôn á. Ngoại hình thì dạng như cũng trung bình khá thôi nhưng mà găng là đẹp nha. Nó chấu nó là đẹp nè, cạnh đẹp lắm. Mấy cái chấu móc nó đẹp lắm. Anh em thấy không? Không có bị dạt, không có bị mài nha. Đã qua sử dụng nên nó có bị chóc xi nè. Thì cái cây này đó
Nó ngoại hình tổng thể nó thì hơi xấu chút xíu, nhưng mà ưu điểm của nó là được 4 lỗ. 4 lỗ anh em về tới về lui nó dễ lắm. Cái tay của nó tổng tay nha, tổng tay nó khoảng 23. Cái cốc giữa này thì nó khoảng 24 nha anh em, khoảng 24 nha. Lưu ý giùm em nha, bốn con ốc này là đều lô hết rồi nha, nhưng mà cái này là bên Nhật nó thay luôn á chứ không phải là em thay á. Ốc này ốc xịn sò luôn đó nha anh em. Rồi mã 281 là 700k nha anh em. Mã 282. 282 đó là cái này mới độc này nha anh em. Một cái thùng đi câu 750k, cái thùng này là em bán đồ bãi cũng khá lâu rồi mới gặp á. Đó. Kích thước của nó dài 28, cao 31, ngang là 2, ngang là 19. Đó. Thì cái thùng này nó có những ưu điểm gì để em giới thiệu anh em nha. Cái mặt nhựa rất là đẹp nha. Thùng này đúng thùng câu luôn nè anh em, nè, mở khóa nè. Đó. Anh em mở nắp ghen ha. Bên đây là để lấy cá. Ở đây có thanh nhiệt độ luôn nè anh em. Bên đây là anh em bỏ cá vô nè, tự khóa nè, đó. Đây anh em xem này nha. Nè anh em. Đó. Chỗ này thì nó giòn, nó bị mẻ tí xíu nha anh em, không đáng kể nha anh em. Cái này dễ lắm anh em nào mà khéo khéo tay về á. Mình làm một cái bát nhôm. Tại mấy cái này nó giòn, lâu ngày năm tháng nó sẽ giòn nha anh em. Đó. Rồi, bây giờ em mở cho anh em xem ha. Bây giờ anh em mở từ ngăn được luôn nè. Đó. Thí dụ như anh em lấy cá nhỏ mở từ ngăn, lấy cá lớn không? Lấy cá lớn mở hai ngăn. Đó. Trong đây nó sẽ có luôn là một cái dây thở nè anh em. Nó dây khí ra luôn nè. Anh em thấy không? Cái mình nhựa nó rất là đẹp nha. Anh em thấy không? Đã không? Rồi, bóp khóa lại, khóa ngăn thứ nhất, khóa ngăn thứ hai. Rồi, cái ưu điểm thứ ba thì cái tên bọng này không nói nha. Ưu điểm thứ ba nè anh em, nó có cái cọng dây để mình kéo lại nè, mình khóa lại nè, dây đây nè anh em, chằng lại anh em để chỗ nào đó cho nó an toàn á, mình cố định lại anh em. Đó, dây này nè anh em, kéo ra, dây này khoảng thước á, dây này khoảng mét á. Cái mình nó rất là đẹp nha, còn những con ốc của nó là ốc thép trắng hết nha anh em. Bên đây nó có một cái vợt mini nè. Đó, thùng là thùng câu, đúng chuẩn thùng câu luôn đó. Nó có luôn cái máy nhiệt độ ngoài trời nè, nhiệt độ thùng luôn nè. Rồi, mã 282 là 750k. Hai tám ba là một cặp phan tháp. Cái mũi này đó là nó chưa dùng luôn nha anh em. Cái mũi này đã có dùng rồi, nên chỗ này nè anh em, nó có bị mòn nè nha. Số bọng rõ ràng hết nha anh em. Nó cái mũi này là chưa xài luôn nè. Thì cặp này là 330k, mã 283 330k. Còn mã 282 phía nãy đó anh em, là mã này đó là 750k nha anh em. Để em mở cho anh em xem nha. Cái này đuôi này là đuôi 6.35 thông dụng. Còn cái đuôi trong đây thì nó lớn hơn chút nha. Cái này lúc em mua về em chưa mở luôn đó. Để em mở cho anh em xem. Nó còn hít nè. Em bẻ, nó bị bẻ dưới phía này rồi. Thôi em để nguyên luôn cho anh em xem ha. Mới nha. Cái đuôi này thì nó lớn nè. Đuôi này nó lớn này nha. Lớn hơn đuôi 6.35 tí. Nó lớn hơn thì anh em xài nó vững vàng hơn nha. Nè, nó khoan từ 6 ly đến 18 ly nè. Đó nè, thấy không? Rồi. Này nó cứng rồi. Em mở ra sợ nó bể mũ nó giòn á, bể nó uổng ha. Rồi em để nguyên cho anh em về tự khui ha. Rồi mã 283 330k. 284. 284 này đó là một cặp chữ T. Chữ T này là gồm 12, 13, còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đầu rất là đẹp, không mẻ, không nứt, không mớp nha. Đó, 12, 13 này, SD, thằng này là K, KDG da băng. Cây này là FBC. Và một cây mở Mugi. Đó, cây này 16, cây này chắc 13 quá anh em. Và một cây vít ba ke. Đó, anh em thấy không? Mở Mugi. Thường thường những dòng này bên máy phát cỏ nhiều nè. Đó. Rồi để em ra kích thước anh em tham khảo nha.
Cái mỏ bogie này chiều đầu nó dài là khoảng 10, tổng chiều dài của thân này là khoảng 15. Còn cặp chữ T này, T khẩu này đó là chiều ngang là khoảng 16 năm. Chiều dài cũng khoảng 16 nha anh em. Ủa, chiều dài khoảng 16 năm luôn. Rồi. Mã 284 này đó là 220k cho 3 cây này nha anh em, 3 cây luôn. Rồi, mã 285. Mã 285 đó là 270k một cặp kìm mỏ cong, góc hẹp nha. Cây này đó là nó của thằng King TTC nè anh em. Đó, mắt hình da băng này anh em thấy không? Cặp này là gần như chưa dùng nha. Cây nhỏ này tổng chiều dài của nó là khoảng 13. Còn cây lớn này tổng chiều dài là khoảng 16 năm. Đó anh em xem nè. Mỏ cong nha. Đó. Cái cây này là thép trắng nè anh em. Thép trắng nè. Nó có lò xo bung nè. Em chưa mở luôn đó, rồi để em mở cho anh em xem ha. Mỏ cong này anh em thấy không nè, mỏ cong nè. Hay là em để nguyên gì cho anh em về tự mở luôn ta. Để em mở đi, em mở cái. Đó. Anh em nó đẹp ghê không? Bóng lưỡng không? Bóng lưỡng luôn. Nè thép trắng nè anh em. Mới chưa xài á, thép trắng á. Nè có miệng cắt luôn nha anh em. Cái này thì không có miệng cắt. Thằng này nếu có thép lá thép bung, đằng này lò xo bung ha. Đây thông số nè anh em. Rồi mã 285 270k 286 287. Thì cây 286 này đó là 140k, em tặng kèm một lưỡi nha. Cây này thì lớn cây này. Đó, cây này thì hai chốt khóa. Nó xài được lưỡi gãy và lưỡi nguyên ha. Của Henniso nè, ngoại hình thì nó tương tương nhau nè anh em. Cái này thì nó ngắn nó gọn hơn. Anh em mà xài bên ngành nước á, anh em xài cái này tiện lắm. Cưa ống nước đồ đã lắm. Hoặc là mình xài cưa sắt mỏng nữa. Đó, anh em xài lưỡi gãy được ha, lưỡi nguyên được. Cái này thì khóa hai chỗ nè. Khóa đây, khóa đây. Còn cái này khóa đây, lưỡi thì nằm trong đây. Cây lớn tổng chiều dài là khoảng 28.5. Cây nhỏ thì khoảng 21. Thì mỗi cây em tặng kèm thêm một lưỡi nha. Đó. Rồi 286 104 287 102. Rồi 288. 288 này đó là 230k cho cặp này nha anh em, một cặp kìm cắt nha, công lực của dòng này thường thường của MCC nha. Một cây MCC và một cây này của Taiyo nè. Taiyo mắc lên da băng, cái thân này thân nhôm nên nó sạch sẽ lắm nha, nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà lưu ý cho mấy em thân nhôm thì anh em cắt vừa vừa thôi nha, không nên cắt mạnh quá nha. Con này thân thép, anh em cắt mạnh được ha. Nó lưỡi còn đẹp nha anh em. Chỗ này cắn nhẹ tí xíu không đáng kể nha. Đó. Rồi này lưỡi đẹp nè. Thì cái này thì em để cái miếng lưới kia lạc nó mất tiêu rồi. Thường thường cái này đó là anh em cắt là khoảng cỡ 3 ly trở lại là ok nha. Nhưng mà lưu ý cho em, anh em cắt anh em đưa vô sâu sâu tí xíu nè. Cắt nó bền cái cây đồ của mình lắm. Cặp này tổng chiều dài là khoảng 21 nha anh em. Rồi mã 288 230k. 289 đó là một cái vòi túi xăng. Cái này là của Senay nha anh em. Cái này thực tế mà nói là nó còn đẹp lắm. Nhưng mà nằm bãi mưa nắng nó động nó nên nó dơ thôi. Cái này em thử rồi rất là ok nha. Đó, còn gọn gàng lắm. Anh em tưới xăng, tưới kiển này kia đồ đó nha anh em ha. Ống của nó lỏng 2 tầng, 3 tầng luôn, anh em xài ống nó dễ lắm. Ống 21, 16 đều xài được hết nha anh em. Đó, gọn gàng lắm. Chốt ra chốt đồng thau nè. Khóa nè. Đó. Xe này nguyên cái thằng này thường thường nó đồng thao nhiều nha anh em. Rồi 289 là 200k. 290. 290 là một cái kìm lạ, cái này của KTC. Cái miệng này anh em, đó. Cái miệng này như miệng con vịt vậy đó anh em. À, trong đây nó là 4 dãy nè, 4 dãy ngang nè ha. 1 2 3 4 5. 5 x 4. Nó nè. KTC nè. Rất là đẹp nha. Nè anh em, nó là kìm lỗ luôn đó.
Thì cái này anh em về, một là mình xài, hai là mình sưu tầm vẫn ok, tại nó hơi cũng hơi là lạ chút ha. Tổng chiều dài của nó là khoảng 21.5. Cán rất là đẹp nha anh em, cán còn rất là đẹp luôn đó, ngoại hình đẹp lắm, cái này xuất sắc luôn á. Rồi mã 290 này đó là 200k, để em đo cái miệng đó ha. Bề ngang là khoảng 2 ly 2, chiều dài là khoảng 3 ly, 22 ly, chiều dài khoảng 33 35 ly. Rồi mã 290 là 200k nha anh em. 291 này là một cây căng 20 kg nha, 290k. Cái này thì ngoại hình nó hơi cũ một chút nha đó, nhưng mà vẫn là còn ok nha anh em. Em chưa vệ sinh nè đó, tay thì nó hơi dơ một chút nè đó, chỗ này có móp nhẹ một chút nè, ngoài ra là còn, ngoài ra là ok hết nha, móc hơi dơ một chút, đủ đồ nha anh em. Nó căng được 20 kg nè anh em, đó nè, thấy không, thằng này thằng lớn nha, thằng này thằng lớn nè, thằng này là cỡ cùm tay trẻ em á. Anh em nào khéo tay về gò nhẹ này ra nè, đó em để nguyên luôn cho anh em về tự sửa ha, theo ý mình ha. Anh em thấy không, cái này ít xài lắm, tem mạc nó còn luôn nè, nhưng mà nằm bãi mưa nắng á nó nên bị bong hoen thôi. Rồi mã 291 là 290k. Mã 292 này đó là một cái quạt 10 phân 12 điện 100V. Đây anh em, điện 100V nè. Đó. Thằng này chạy rất là êm nha, mắc lên da băng nè, cái này mới 100% chưa xài luôn. Đó thì em cũng còn mấy cây, ví dụ như anh em lấy, em cũng còn mấy cây ở ngoài nữa. 100k một cây. Anh em mà lấy 2 cây trở lên, em bao ship luôn, tại em còn mấy cây thôi, em để giá tốt cho anh em luôn ha. Đó cho nó hết lô luôn ha. Đẹp lắm anh em ơi, cái này xài á, im ghê hả? Chạy im ghê hả? Cái gói dày của nó là khoảng 3 ly 7 nè, ở lộn 3.7 cm nè anh em. Phần 12 cm, phần này phần thông dụng nha. Đó. Lưu ý giùm em nghe, nó là điện 100V nè. Điện 100V. Rồi mã 292 100k. Anh em mà lấy 2 cây trở lên em bao ship nha. Rồi. 293. Này đó là 200, trời sao ghi lộn tùm phèo chưa ngay, 293 này đó là 330k nha anh em. Này là em ghi nhầm nha, để em ghi lại, này em ghi nhầm nha, 330k. Hồi nãy này cái này nó ghi nhầm trên đây nè anh em, nó ghi nhầm cửa hộp này nè, dán em dán nhầm hộp nha. Đó. Anh em thông cảm giùm em nha, em dán nhầm hộp á. Cái hộp này đó là một hộp vít đa năng. Hộp vít đa năng này là của Bestsell nè anh em, sản xuất tại Thái Lan. Đó. Bộ này đó thì nói chung mình xài gia đình bỏ theo xe hay đi xa này kia đồ đó tiện dụng lắm anh em. Đó anh em thấy không? Cộng là BH1, BH2 trừ BH1 trừ BH2. Cây sơm nè, rồi cây nải này kia đâu nè anh em. Đó, của Bestsell thì anh em yên tâm chất lượng rồi ha. Nè anh em thấy không? Cái này bộ này còn rất là đẹp nha. Thì nó gồm 1 chi tiết, 2 chi tiết, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Với cái thằng luôn là 9 ha. Chiều cao của nó là khoảng 14. Chiều ngang khoảng 15. Rồi, mã 29 ba này đó là 200k. Hồi nãy em ghi dư một mã rồi anh em ơi, bây giờ em sẽ ghi vô luôn ha. Hai chín ba b ha anh em. Hai chín ba b là 330k nha anh em. Một cây, cây này là cảnh báo cứu hộ. Dưới thứ hai nữa là anh em khi mà anh em đi xe trên đường á, có lủng lớp hay là có thai linh tinh gì đó, anh em để cái cây dạ quang phía sau lưng này nè, nó cho anh em tài xế đi đường nó thấy á, người ta né mình ra ha. Cây này là gần như mới chưa dùng nha anh em, anh em thấy không, rất là đẹp nha, nặng lắm.
cái thằng thằng này là thằng kim loại đặc nè, anh em để chống gió này kia đó, đỡ nó không có lật á. Rồi bây giờ em mở ra cho anh em xem ha, anh em chữ nghĩa đầy đủ nè anh em. Chiều em quay buổi chiều á, nắng hơi chói, anh em thông cảm nha. Chói quá anh em ơi, em đóng cửa lại luôn. Đó anh em thấy rõ ha, đây mình dựng lên gì nè anh em, nó là một cây tam giác đó anh em. Anh em container xài thường lắm, mình xài xe nhỏ vẫn ok. Đây em mở lên cái, anh em thấy không, da băng nè, anh em thấy chữ da băng không, da băng đóng trên cạnh đây luôn á. Đây anh em rút vô đây rồi khóa lại là nó ra hình này nè anh em. Cây dạ quang của các tây nè, da băng luôn đàng hoàng nha anh em. Rồi mã 293B 330K. Mã kế tiếp 294 là một cây cắt ống nước 180K. Cây này đó thì nói chung cũng còn đẹp, rất là đẹp nha anh em. Nhưng mà cái lưỡi nè có nhâm sợi tóc một hai chỗ không đáng kể nha. Cây này là size 29, nó cũ quýt to nè anh em, ngoại hình còn đẹp nha, khóa đầy đủ nha. Nhưng mà anh em lưu ý giùm em nha, cắt ống nước á anh em, phải không, cây này là cắt trực tiếp nha, nó không có mạnh bằng cây kia nhưng mà nó gọn gàng hơn. Anh em cắt nè, anh em nhớ nha, anh em bóp vô, anh em xe ống nước nè, đó anh em xe cái nha, em đang cắt ống bình minh luôn đó. Đó anh em thấy không nè, đó nè, không bén nè, bén cực kỳ luôn á. Nhưng mà anh em nhớ xe cái nha. Nhưng mà theo em nghĩ thằng này thì chắc nó cắt ống mềm á, ống mềm bên những anh em mà xài nước nóng nước lạnh này kia đó. Xay nó là xay 29 nha, mà nãy em để ống 21 vô thì nó cũng khá vừa nha. Để em đo ống lại thử coi. Cái này là chắc nó bên cắt ống bên điện lạnh đó anh em ơi, bên bên điện lạnh đó, mấy cắt ống dày dày mềm mà như của ống rửa xe rồi đó anh em. Thì em đang cắt ống 21 á, nó hơi hơi vừa chứ không được rộng hơn nha. Rồi mã 294 này đó là 180K. Tổng chiều dài của nó là khoảng 22cm nha anh em. 295. 295 này đó là một cặp kéo bíp nha, kéo bíp dài nhiều việc khác luôn. Cái này thì nó hơi dơ, em chưa vệ sinh nhưng mà cũng còn khá đẹp nha. Thép trắng này anh em, cây trong này là mới chưa xài luôn nè, trong hộp mới chưa xài luôn. Đó, thì cặp này là 180K. Cái này em chưa vệ sinh thôi chứ cái này mà ngâm rửa xà bông trà cái ra sạch trơn à. Tổng chiều dài nó khoảng 205. Cây này cũng vậy luôn nha anh em, cây này dài hơn tí xíu á. Em kiếm giấy em cắt thử cho anh em xem ha. Nè anh em, rồi cho anh em xem lại quay hình nha. Cái cây này là thép trắng nha, nó chỉ dơ thôi nha anh em, em chưa vệ sinh đó. Cây này anh em mà lấy cước á, anh em ngâm anh em chạy đi xíu một ra trơn à. Thằng này thì China sức giật nha, mới vừa xài nè. Đó cái bếp này này có áo luôn nè. Rồi mã 295 180K. 296 là một cây kìm lạ, cái này của Đức nha anh em. Cái công năng của nó đó thì em lên mạng em tra đó, là thí dụ như anh em cắt một cái miếng mica hay là một cái miếng gì mềm mềm đó, anh em bóp nó lại vậy nè ha, anh em cầm anh em kéo vậy nè, kéo ngược vậy nè nó. Hoặc là anh em nào mà sưu tầm chơi cũng đẹp đó anh em ơi, cây này nhôm đẹp lắm, cây này của Đức nè. Anh thấy không? Cây này là gần như mới chưa xài á. Nó lò xo nè, cán nhôm đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn á. Rồi tổng chiều dài của nó là khoảng 17.5. Thì cây này thì nó hơi là lạ nha, anh em nào thấy phù hợp với mình thì mình chốt cái này ha. Đó 296 220K. 297 là 220K luôn, một cây thước gốc nha, thước gốc đa năng, cây này của Sinh Hoa chim cánh cụt nè anh em. Đó khá đẹp.
số chữ nghĩa rõ ràng anh em ha. Xin qua chữ bánh cột nè. Con này là phép trắng nha anh em. Talet nè. Talet tiêu nè. Đó. Đẹp không anh em? Đó. Rồi mã 297 là 220k. 298 là một cây kìm, một cây kìm điện. Cái này á, thì thằng Nhật nó tra cán vô nha. Cái này của Victor. Chữ chìm. À, chữ chìm, cái này khá đẹp nha anh em. Cái này size là khoảng 21.5. Nè anh em, size khoảng 21.5. Nhìn nó còn đẹp sạch lắm nha anh em. Răng đẹp, miệng đẹp. Ngoại hình hơi đẹp luôn, nhưng mà hơi đen, em chưa vệ sinh thôi. Không gơ nha. Rồi mã 298 170k. 299 này đó là một cặp kéo cắt cành. Thì cặp này cái thân nó có hơi gỗ hơi hơi nha. Em chưa vệ sinh, em mới chà dầu thôi ha. Cái này anh em về vệ sinh lại cái nhìn nó khá đẹp hơn nha anh em. Thằng này nó chung một cặp luôn, cái này có cắt cành nè, cái này tỉa chồi trong góc nè ha. Tổng chiều dài của cặp này nó cây mỏ nhọn này đó thì nó khoảng 18.5. Cái cắt cành cũng khoảng 18.5 luôn anh em. Anh em khóa của nó nè, anh em thấy không? Đó, lưỡi là đẹp nha, không mẻ nha. Đó, nằm bãi mưa nắng nên nó có bị hơi bong xét vài chỗ nha. Thì em để giá hữu nghị cho anh em dọn nhẹ lại dùng ha. Cái này nói chung không gì, anh em mở ra anh em vệ sinh xong anh em muốn bén hơn nữa anh em mài nhẹ tí xíu là bén ngót luôn. Rồi mã 299 là 180k. Anh em thấy không, lưỡi đẹp ha. Đó, lưỡi đẹp ha. Mã cuối cùng là mã 300. Mã 300 này đó là một cây kìm bấm cót lớp tơ. Cây này nó là dòng cót nhông nha anh em, dòng là dòng đề cao nha, xài im lắm. Anh nhìn nè, đó. Em chưa vệ sinh nên cái miệng nó bám kiểu mà nước mưa lâu ngày nó như phèn anh em, nó hơi dơ thôi nè anh em thấy không? Đó. Cót của nó đó là 1 2 5. Đây anh em. Cót nhông này anh em xài rất là khỏe nha, ngon lắm. Cây này rất là đẹp nha. Thằng chủ bên bển nó ghi nó quẹt mực thôi. Bắt hình da băng nè anh em. Đó. Tổng chiều dài cái này là khoảng 27 cm nha anh em. Đầu nè. Anh em bấm được tới 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu, 5 đầu luôn anh em ơi. Lớp tơ nè. Dòng này dòng nhông nha anh em, dòng cốt nhông nè, nó cốt nhông nha. Cốt nhông nó giá trị hơn cốt cây nhiều lắm nha anh em. Rồi mã cuối cùng, mã 300, 330k. Rồi em xin cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của em ha. Rồi chào tạm biệt anh em nha.